Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên mcdonald's app tại tiệm mcdonald's có tham gia Duy Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Sài Gòn TV phát hình live truyền thống của đài băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ở ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 25 tây tháng 3 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Chị khỏe không? Cảm ơn chị khỏe, cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái. Hôm nay là như Huyền đầu tiên, như Huyền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ đã gần cuối tháng 3 rồi, là đi dạ. vô tháng tháng 4, mà tháng 4 là cái ngày lễ, thường thường là lễ chay, là lễ của Easter, phẩm thưa quý vị, thường là những cái lễ lớn ở phía, phía bên đạo, giống dạ. như đạo của của Như Huyền và cũng như đạo của Lê Thái, phải không? Dạ vâng. Và ngày hôm nay, Như Huyền với là Lê Thái cũng đưa đến cho quý vị những cái bản tin rất là thú vị trong tuần và trong ngày ở trên toàn thế giới và tin đó đây nữa thưa quý vị và xin quý vị sẽ đem tới những cái nụ cười cho quý vị ngày hôm nay phạm lê thái dạ vâng và thời gian thì cũng trôi rất là nhanh bây giờ là đã mùa xuân rồi và chúng ta mấy đứa nhỏ cũng gần được nghỉ spring break thưa quý vị ở, ở miền nam cali thì cũng có một vài học khu cho ừ. học trò học sinh nó nghỉ mùa xuân rồi à, một số học khu khác thì vẫn chưa nhưng mà con em của chúng ta như con của lê thái thì khoảng đây đầu tháng tư mười mấy tháng tư mới được nghỉ spring break thì à, cũng phải còn một khoảng vài ba tuần nữa thì chúng ta mới được thoải mái thêm được một tuần ở cho mấy đứa nhỏ đi chơi đúng không chị ha yeah. À, kính thưa quý vị trong chương trình cà phê sáng như chị như hiền cô đã nói đến quý vị thì chúng tôi vẫn đưa đến quý vị những thông tin vô cùng quen thuộc và thú vị thông tin đầu tiên trước khi mà lê thái đưa đến bản tin này thì à, lê thái có hỏi chị như huyền là uh, đối với những cái loài động vật như là con chó đó ừ. thì em biết là chị như huyền hiện nay là không có nuôi chó nhưng mà ừ. trước đây thì chị như huyền có bao giờ mà ở nhà mình hồi đó có nuôi chó có sở hữu một cái con chó nào đó không có em gia đình chị có nuôi con con chó rất là dễ thương mà khôn cực kỳ luôn nhưng dạ mà vâng. cuối cùng nó lại không phải chết chết theo cái dạng là bị ở bên việt nam thì người ta thuốc cho chết để mà oh, wow. người ta ăn mà cuối cùng người ta không ăn được nó nó lết được cho tới về nhà mà tới về nhà rồi nó mới chết là xuột bọt mép chết đúng không? Dạ rất là tội nghiệp. Yes. Em bị hoài em bị mấy đứa mà bắt chó là nó nó thuốc mấy con chó em chết hoài uh, ở uh. ở Sài Gòn thưa quý vị thành ra là uh, khi mà mình uh, nuôi một cái con nào đó mình cảm nhận được cái tình thương của mình dành cho nó và nếu như mà quý vị nào mà chúng ta nuôi chó nuôi mèo đó, nhất là con chó thưa quý vị uh, thì quý vị nào có để ý đến một số cái đặc tính một số cái hành động một những cái biểu hiện của những con chó một cái biểu hiện mà em thấy rất là nhiều người em nghĩ là nhiều người mà nuôi chó cũng sẽ để ý và ngay cả chị như huyền là chị như huyền có bao giờ mà à, quan sát một cái con chó nào đó mà tự nhiên nó đang bình thường vậy mà tự nhiên mình làm cái gì đó cái nó nghiêng cái đầu qua vậy không nó nghiêng cái đầu qua nó coi và trên màn ảnh thì quý vị thấy hình ảnh là một con chó nó nghiêng đầu mà rất là nhiều cái cái con chó nó như vậy và không phải là con nào nó cũng có cái hành động như vậy ừ. thì tất cả các nhà khoa học một số cái nhà nghiên cứu người ta tìm hiểu lý do tại sao mà có một vài cái con chó nó lại có cái hành vi à như vậy cái ngôn ngữ của cơ thể của con chó như vậy thì là lý do tại sao mà nó lại dẫn đến cái điều đó. Các thưa quý vị trong một cái bài đăng ở trên tạp chí là Animals Condition, các nhà nghiên cứu ở Hungary đã tiến hành các cuộc điều tra khoa học đầu tiên về những cái hành vi nghiêng đầu ở con chó và ở những nhà nghiên cứu này người ta đã phát hiện ra rằng những cái con thuốc cưng á, mà làm điều này khi nó cố gắng lắng nghe và ghi nhớ những cái chi tiết mà nó cảm thấy là quan trọng và theo tạp chí Live Science hôm ngày 18 tháng 3 vừa qua đưa tin thì Sumis và các đồng sự của ông đã phân tích các video từ khắp nơi trên thế giới gửi về và trong đó thì có những người nuôi chó người ta yêu cầu thuốc cưng của họ lấy cho một món đồ chơi bằng cách là nói tên của món đồ đó. Sau 3 tháng tập luyện thì 33 con chó không thể học được tên của bất kỳ một cái món đồ chơi nào. Trong khi đó thì có 7 con có năng khiếu hơn và đã nhớ tên của 10 món đồ chơi. Đặc biệt là trường hợp của whisky đây là một cái con chó cái thuộc giống là Border Collie. Nó có thể xác định chính xác đến 54 món đồ chơi. Và nhóm nghiên cứu này nhận thấy là cả 40 con chó đều nghiêng đầu trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên thì trong khi những cái con chó mà có năng khiếu nghiêng đầu là 43% khi được yêu cầu lấy đồ chơi theo tên, số còn lại thì chỉ nghiêng đầu trong 2% trường hợp. Và những nhà nghiên cứu này người ta nói rằng là họ không khẳng định chỉ những cái con chó có năng khiếu mới nghiêng đầu và có vẻ như là nó chỉ làm những cái điều này khi nghe thấy một cái điều gì đó có ý nghĩa với những cái loài chó này mà thôi và có liên quan chặt chẽ đến nhận thức của âm thanh khi mà nó nghe một cái âm thanh nào đó của loài chó và có thể là nghiêng đầu khi cố gắng lắng nghe kỹ hơn hoặc cảm thấy hơi bối rối giống như con người của chúng ta bối rối như vậy và ngoài ra thì cái nhóm của Sommese cũng nhận thấy cái hướng nghiêng đầu nhất ở con chó nó có năng khiếu trong suốt 24 tháng thử nghiệm và nhưng cái hướng nghiêng lại khác nhau giữa những các con và điều này cho thấy rằng là việc nghiêng đầu ở chó nó có thể được điều hướng bởi một cái bên não của mỗi con giống như là con người của chúng ta vậy thường thích sử dụng cái tay này hơn tay kia hoặc là nhiều người, người ta thuận tay trái nhiều người thì người ta thuận thuận tay phải và nhiều hành vi của con chó nó cũng thiên về một bên giống như con người của chúng ta vậy và chẳng hạn như là bạn bàn chân mà chúng ta sử dụng để mà với đến một cái món đồ thì cái con chó nó cũng vậy nó cũng sẽ sử dụng những cái bàn chân mà nó thích hoặc là những cái hành vi như là vẫy đuôi và thậm chí là có cả cái lỗ mũi được sử dụng nhiều hơn khi mà đánh đánh hơi và trong tương lai thì các nhà khoa học người ta vẫn đang nghiên cứu khám phá thêm xem là những cái âm thanh hay cái bối cảnh nào đó khác có thể khiến những con chó nghiêng đầu và loại nghiên cứu này nó sẽ giúp cho con người của chúng ta hiểu rõ hơn về những cái ngôn ngữ của một cái loài vật, nhất là những cái ngôn ngữ của con chó mà quý vị đang theo dõi trên màn ảnh. Đây là những cái con chó mà uh, lại thấy uh, nghiên cứu và tìm hiểu những hình ảnh nó nghiên đầu rất là dễ thương. Và theo những nhà khoa học người ta nói là cái hành vi nghiên đầu cũng là nó xuất phát từ những cái con chó rất là thông minh, trong đó có những cái con chó nó phân biệt được 54 món wow. đồ chơi mà nhớ được cái tên của nó luôn, rất wow. là đặc biệt. Ôi oh, sao cute. Lúc yeah, những mà. cái hình Thái đưa nó quá cute phẩm vâng, thưa quý vị. Thưa quý vị, ở miền Nam Cali vào mùa xuân, mùa hè là thường thường mang tới những cái cơn gió ấm áp. Bằng uh, ngày thì dài hơn so với là đêm cho tới nhiều lúc 8 tới 9 giờ trời vẫn sáng và tư quý vị và ông quý vị Và bên đó còn có những đặc biệt là những hoa cỏ dại như là hoa oải hương có nghĩa là lavender Rồi trong đó có hoa bù tạc, hoa hướng dương mọc đầy đường hết Nhưng mà năm nay ở California thì quý vị cũng biết rằng là mưa quá nhiều và trời lạnh hơn so với năm trước Nên những cái bông hoa nó ra nó không có nở rộ như, như những năm trước Thì những cây anh túc california nổi tiếng mọc lên khắp tiểu bang với những hoa bù tạc trải dài trên xương đồ mà quý vị đi về phía ấp nọt rất là tuyệt đẹp ở trong năm một số vùng của california khí hậu giống như ở địa trung hải nơi cho phép một số loài thực vật và hoa phát triển rất là mạnh mẽ một trong số đó được tổ chức tại lễ hội hoa oải hương ở Santa Barbara và lễ hội hoa oải hương ở Santa Barbara năm 2023 sẽ được tổ chức vào thứ bảy ngày 24 tháng 6 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thưa quý vị. Sự kiện này là một trong những mục tiêu rõ ràng để nâng cao nhận thức và giáo dục của những người trồng tiềm năng về những lợi ích tuyệt vời của những loại hoa oải hương mà như cho quý vị xem ở trên hình ở đây. Và sự kiện thường niên này sẽ được tổ chức tại một cho nó mang một trong những cái ý nghĩa là mang theo những cái tài sản lâu đời nhất và mang tính biểu tiện tượng nhất của Santa Barbara. Old Mission Santa Barbara năm 1786 sẽ được tổ chức ở đây là một địa danh lịch sử quốc gia thường được gọi là nữ hoàng của các sứ mệnh và bên cạnh đó còn có nhiều những cái event khác và trải nghiệm nhập vào này bao gồm những cái sống bó hoa thơm các cuộc nói chuyện của những nhà sản xuất người trồng hoa và biết mọi thứ cần thiết và vẻ đẹp của hoa màu tím này tất nhiên hoa oải hương là trọng tâm của sự kiện đáng kinh ngạc nhưng bên cạnh nó còn rất là nhiều thứ đây là những nơi có những cái nhà hàng tha và các trang trại địa phương những nghệ sĩ những nhà hàng và những người ca sĩ sẽ đến hát nữa và trong đó có nhà máy rượu vang và các doanh nghiệp nhỏ được mời tham gia lễ kỷ niệm và hãy và các quý vị hãy đến tận hưởng những êm dịu và tận hưởng những cảnh vật âm thanh mùi nhẹ nhàng với bối cảnh của buổi biểu diễn âm nhạc hương vị và sự sáng tạo của các quán ăn địa phương ở trong đó cũng rất là nhiều. Đây là những cái quán món rượu sẽ được trưng bày ở trong lễ hội vừa rồi và những món đồ vật và sự kiện này tôn vinh loại cây xinh đẹp và cũng là sự sáng tạo của việc sử dụng các loại cây đa năng này và sự kiện tập trung vào khuyến khích để thể hiện sáng tạo tất cả về những loại hoa, oải hương và các nhà cung cấp kết hợp loa hoa, oải hương thành thức ăn và thành hương vị, thầy thành, thành những cái perfume, thành những nước hoa nữa và quý vị sẽ lên đó thưởng thức và các ngày đáng yêu để tới ăn uống thưởng thức hoa mà không có phải mua vé thì quý vị phải đi nhớ dắt con em tới để mà tham gia cái lễ hội này rất là đẹp và ông Lê Thắng cái, cái tên cũng, cũng đẹp đây. cái mùi <laughs> đã thơm rồi mà cái tên cũng đẹp là lavender rồi còn tên là tên oải hương <laughs> ha nghe giống như là uể ỏi nhưng mà thật sự là nó không ỏi nghe là có nghĩa là cái mùi thương nó làm cho chúng ta đỡ uể ỏi hơn là chúng ta bị bị ỏi ỏi đúng không chị Dạ yeah. <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần như vậy với lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho nào chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, ngày hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị một loài cá. Thì đây là một trong những cái con cá mà nó bơi rất là tội thưa quý vị, nó không có cái đuôi. Thì có họ thuê một cái chiếc thuyền thì theo dõi con cá voi xám nó đang bơi gần bờ biển và cách bờ biển khoảng chừng 100 feet ở gần tới ở gần cái bến tàu Bà Bô à, trên hành trình về phía bắc của cái con cá voi này. Một cái điều gì đó khác biệt Đối với con cá voi này, đó khi khi mà nó đang bơi như vậy thì nó dùng cái ngực của nó đi nó trường về để nó đẩy về phía đầu của cơ thể và cái cơ thể nó nghiêng sang một bên để điều chỉnh cái bơi lội. Và đây không phải là lần đầu tiên một con cá voi không có đuôi được ghi nhận. Alisa Schumann cheniger là giám đốc dự án của điều tra cá voi xám ở ACSLA có trụ sở tại trung tâm thiên dịch Boy Vinter họ đã chứng minh được cái điều này họ nói rằng một con cá voi không đuôi đầu tiên ở Mexico vào năm 1985 gần đây đã thấy ở phía nam ở California vào năm 2015 2016 2018 thì có những con cá voi nó bị mất cái đuôi như vậy và anh ta đã gửi cái cảnh quay về con cá voi này đã phát hiện ra cho về phía bắc của California và cá voi xám ở uh, về cái cách sinh sản của nó sinh con để họ nghiên cứu nhiều hơn và ông ta cũng cho biết rằng con cá voi đang di chuyển với tốc độ khoảng 3 dặm một giờ chậm hơn một chút so với 4 dặm một giờ đó là trung bình của một con cá voi bơi bình thường mà không bị mất cái đuôi và cá voi ở gần bờ là cái một trong những cái hiện tượng rất là phổ biến những con cá voi này nó thích chơi đùa ở những cái vùng biển và đôi lúc nó dùng nó gần bờ để nó dùng cát nó làm chảy xước ở trên cơ thể của nó nữa thì người ông ta nói rằng con cá voi bị mất đuôi có thể là lúc mà nó đang bơi nó bị vướng vào trong một chiếc thuyền và cái sợi dây nó quấn vào trong cái đuôi của con cá voi này thì khi nó quấn trong đó rất là lâu chứ không phải là nó cắt cái đuôi liền thì trong một thời gian nào đó con cá voi nó đã, đã quen thuộc bị một cái dây cuốn vô trong đuôi và tới một lúc nào đó thì nó cắt đi. Chính vì vậy con cá voi này nó vẫn bơi được một cách bình thường, thấy nó không có vẻ đau đớn gì khi mà bơi như vậy thưa quý vị. Thì họ nói cái quá trình đó nó diễn ra rất là lâu rồi. Thì ông ta cho biết cái điều quan trọng để ghi lại hình ảnh này là các chuyên gia có thể nghiên cứu sự chuyển động của những con cá voi này dọc bờ biển và cái tốc độ di chuyển của nó như thế nào khi mà không có đuôi và cũng cho thấy tác động của con người chúng ta vào cá voi hiện nay như thế nào là chúng ta cẩn thận hơn từ vì nó bơi, nó bơi rất là gần bờ biển nó có thể vướng vào trong những chiếc thuyền những cái chiếc dây làm cái đuôi của nó bị mất đi thường những cái trường hợp những cái con cá voi hay, hay cá heo hoặc là hải cẩu á đó hai rùa biển cũng vậy thường hay vướng vào những cái lưới dây lưới hoặc là nó bị nó bị những cái bánh lái của thuyền á những cái bánh xe ở dưới nó quay ở dưới nước á. nó 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 quay mạnh quá và nhiều con nó bị bị cái cắt chết luôn yeah. nhiều con bị đứt vây đứt này nọ nhưng mà đi cứ con này trường hợp này thì em thấy là nó kéo dài một cái thời gian dài như vậy và nó vẫn có khả năng nó bơi và nó không có bị hoại tử cái vết thương đó yeah. và vẫn bơi bình thường và vết thương lành lại thì đây là một cái trường hợp người ta thấy là cũng rất là hiếm yeah. khi mà trên thế giới cũng chỉ có vài ba con mà nó 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 vẫn tồn tại sau khi mà nó bị cắt cắt cái đuôi như vậy thôi có việc yeah. À, và lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin về cá nước mấy ngày vừa qua thì như quý vị cùng nào mà đang sinh sống ở australia đó thì mình đang ở thưởng thức là cái mùa xuân rất là xinh đẹp à, khí hậu vô cùng lành lạnh mát mẻ đôi lúc thì cũng có tuyết à, nhưng ở nước úc thì hiện nay thì thời tiết đang rất là nóng chị như huyệt uh, nó là mờ nó lại ngược cái thời gian với lại hoa kỳ của chúng ta thành ra là hiện nay uh, những cái gọi là cái nhiệt độ nó đang tăng lên rất là cao làm cho thiếu oxy hàng loạt và những cái con cá ở trên tất cả các dòng sông nhất là cái sông lớn ở thị trấn Menindee bang New South Wales ở phía đông nam của Australia đã chết hàng loạt trên một cái đoạn sông rất là dài và một cái đoạn video mà um, người ta quay lại được nhưng mà lại thấy không có đưa lên cái video được thưa quý vị. Cái đoạn video này đã được chia sẻ hôm ngày 18 tháng 3 vừa qua thì cho thấy rằng là một cái chiếc thuyền người ta đi dọc trên cái sông Darling nhưng hầu như là không thể nhìn thấy mặt nước ở bên dưới bởi cái lớp cá nó chết dày đặc ở trên mặt hồ như quý vị cũng đã thấy đây và theo báo cáo của chính quyền bang New South Wales vào cuối tuần trước thì đã có hàng triệu con cá chết ở hạ lưu sông Darling Baca trong ít ngày vừa qua. Và đây là vụ cá chết hàng loạt thứ ba xảy ra tại khu vực này kể từ năm 2018. Và thật sự là kinh khủng và khó hiểu khi mà chúng ta thấy những cái vụ cá chết như vậy nó trở nên là nó khiến cho những cái dòng sông nó bị ô nhiễm và nó bị thối nó lên mùi rất là khó chịu cho quý vị và người dân ở địa phương Menendi nói với tờ AFP rằng là cái lượng cá chết năm nay nó tồi tệ hơn những năm trước rất là nhiều và tác động môi trường là không thể nào mà đo lường được những cái con cá chết này thuộc nhiều loài như là cá trích xương rồi cá tuyết moray cá béc ca cá chép và những cái con cá này thường là sinh sôi nảy nở mạnh ở vùng hạ lưu sông sau những cái vụ lũ lụt nhưng lại bắt đầu chết đi trước khi mà nước rút đi mà về vì vấn đề mà bị hạn hán trong mấy ngày vừa qua và cá chết có thể liên quan đến những cái nồng độ oxy trong nước nó thấp khi mà lũ rút nó hết và thời tiết nóng hiện nay trong khu vực càng làm cho cái tình trạng này nó trầm trọng thêm và thiếu oxy hơn nước nó ấm hơn và giữ ít oxy hơn cái nước lạnh và có nhu cầu oxy cao hơn ở nhiệt độ ấm hơn thành ra là những cái con cá này nó bị thiếu oxy trong tháng 1 vừa qua thì ở Menemphi thưa quý vị đã bị ảnh hưởng bởi một cái trận lũ lớn và khiến mực nước sông Darling dâng cao tới hơn 10 mét so với bình thường và làm ngập nhiều nhà cửa và khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán ở bang New South Wales, thì nó đã trải qua một cái kỳ nắng nóng kéo dài gây gắt trong mấy ngày vừa qua trong tháng 3, và nhiều ngày thì nó vượt qua ngưỡng là ba mươi mấy độ C. Và theo ABC News, thì cái đợt nắng nóng dự kiến tiếp theo sẽ tiếp tục tràn qua miền Tây của bang này vào cái tuần 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 sắp tới thưa quý vị với nhiệt độ có thể tăng lên cái ngưỡng kỷ lục là 42 độ C. À, và trước đây thì Menendee từng chứng kiến hai vụ cá chết hàng loạt, nhưng là do hạn hán kéo dài và cái tạo độc nó nở hoa ở trên một cái khu vực rộng lớn. Nhưng hiện nay thì cái người phát ngôn viên là Cameron Lay của chính quyền bang New South Wales người ta cho biết rằng là đang đối mặt với những cái việc mà dòng sông bóp nghẹt khi mà cá chết có thể nhìn thấy trải dài hàng chục cây số nó xa hết tầm mắt của con người và cái thị trấn này nằm cách Sydney khoảng là 12 giờ lái xe về phía tây và Menendee là một cái vùng đất hẻo lánh với dân số chỉ khoảng là 500 người cái thị trấn này đã trải qua bị tàn phá bởi hạn hán và lũ lụt trong những năm gần đây vừa hạn hán vừa lũ lụt vừa cá chết nữa vì cho thấy là cái ai mà nuôi cá mà người ta biết là một khi mà con cá nó chết rồi mà nó chết nhiều thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều cá chết tại ừ. vì nó làm cho cái nguồn nước bị ô nhiễm Ấy. thì yeah. những cái con cá khỏe mạnh coi dù có khỏe cách mấy không, cũng luôn. sẽ chết luôn. Yeah. Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, thường thường hầu như những đứa trẻ mà 9 tuổi là thường thường giờ này đang học lớp 4 lớp 5 hoặc là đúng không Lê Thái? Dạ đúng Hoặc là học sớm hơn nữa thì có đứa ví dụ đi học sớm hơn thì có thể lớp 6 ở Việt Nam mình là hay cho con đi học sớm hơn thì có thể lên lớp 6 nhưng cậu bé hôm nay như đưa cho quý vị 9 tuổi mà đã tốt nghiệp trường trung học rồi thưa quý vị đây là một thiên tài thì cậu bé tên này đó là David Bogan 9 tuổi đã nhận được bằng tốt tốt nghiệp từ trường ở Rich Cyber ở Harrisburg của hạt Bucks uh, theo KYWTV TV đưa tin và Cậu bé này rất yêu thích khoa học, lập trình máy tính, ghi nhận một số theo một cô số giáo viên dạy cậu bé là cậu ta yêu thích uh, những cái ngành này, trong khi cha mẹ của David có bằng cấp rất là cao, họ nói rằng họ nuôi dạy một đứa con trai nhỏ mà quá thông minh như vậy thì cũng hơi challenge là rất là nhiều thử thách. Và Ronia là mẹ của David cho biết uh, anh ấy là uh, cậu ta là một đứa trẻ 9 tuổi có bộ não rất là năng khiếu và có khả năng khái niệm và hiểu những cái điều mà chính cha mẹ và chính chúng ta những người lớn tuổi cũng không hiểu được, họ vượt vượt trội qua sự hiểu biết của những người lớn nữa. Và mục tiêu của cậu bé là muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn và nghiên cứu các lỗ đen và những cái ngôi sao ở trên bầu trời sau khi hoàn thành kỳ học tại cao đẳng ở quận Bucks, gia đình hiện đang xem xét các trường cao đẳng, trường đại học ở trên khắp tiểu bang, ở trên khắp nước Mỹ cho cậu bé. Và bên cạnh đó, David cũng đang à, luyện tập à, môn võ thuật vành đai đen của mình. Đó là một cậu bé rất là thiên tài phẩm thư quý vị. Và đây là những cái hình về cậu bé với rất là nhỏ tuổi thôi mà đã tốt nghiệp trung học và chuẩn bị đi vô học đại học. Ờ, em nghĩ là chỉ có Hoa Kỳ chui chúng ta mới cho hoặc là một số nước thì có thể là Ờ, cho những cái đứa trẻ mà nó quá thông minh, nó quá giỏi, ừ. nó có thể vượt bậc những cái cấp học lên. Nhưng ở Việt Nam thì không có được chị Như Huyền ở Việt Nam nó không có Ủa, cho. Không cho. Không ở Việt Nam không cho. Ở Việt Nam phải đúng tuổi vào trường. Wow, chứ có ở bị ở lại lớp thôi chứ không có được tăng lớp <laughs> mà cái trường hợp ở lại lớp ở Việt Nam thì khá nhiều rất là nhiều tại vì học sinh mà gọi là dùng Cảm cái đúng biệt. từ là cá biệt hoặc là học sinh bị lưu ban á thì người ta dùng là bị ở lại lớp thì rất là nhiều ở Việt Nam à, nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta thì có nhiều cái trường hợp những cái trẻ em vô cùng giỏi thôi, có vì có những em mới học có lớp 8, lớp 9 nhưng mà đúng lại vậy. tốt nghiệp đại học à, tốt nghiệp đại học cử nhân luôn một số em chỉ mới học có phổ thông thôi mà lại tốt nghiệp đến thạc sĩ. Thì chúng ta thấy là đây là những cái trường hợp cá biệt ở Hoa Kỳ mà chúng ta hiếm nên lắm. hiếm lắm luôn chị. Yeah. À, và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Hiền và Đại Thái. À, chúng tôi vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những cái thông tin vô cùng thú vị và kỳ lạ trong ngày hôm nay. À, nói đến cái vấn đề mà gọi là chúng ta phân biệt được giữa nam và nữ thì uh, ông trời ông hay lắm có nghĩa là khi mà đàn ông người ta gọi là đàn ông thì rau hùm mày én hàm ngài, uh, rau rau hùm hàm én mày ngài đúng không vai năm tất rộng thứ 10 thước cao như quý vị nào chúng ta mà từng học văn rất là giỏi đọc qua những cái câu chuyện của nguyễn du truyện kiều đó thì chúng ta sẽ thuộc những cái câu đó có nghĩa là nam thì được cái cái là có râu có tóc này nọ rất là nhìn rất là oai dũng Mạc vui dạ đúng đôi lúc có những người đàn ông người ta không có râu có nhưng mà nó bị lưu thư lớp thớt người ta nói là nhiều khi mà để rau mà chúng ta phải để cho oai, để để cho phong đừng để thư thớt người ta tưởng nhiều cái gì đó thì Lê Thái không có tiền nói ra. À, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin là như quý vị xem ở trên màn ảnh thì quý vị thấy là cái anh chàng này đẹp trai không? Chị thấy anh chàng hai anh chàng trong đó đẹp trai, đẹp trai không Đẹp, đàn ông. Đàn ông rất là đàn ông có đôi đẹp trai. Dạ vâng. Và xin báo với quý vị cái cái người mà ngồi đứng ở phía bên phải của màn hình đó mà mặc cái áo màu xanh dương đó đó là một cái cô gái thưa quý vị. Wow wow thật sự đây là một cái thông tin mà lại thấy thấy vô cùng lạ trong mấy ngày vừa qua mà à, nó là một cái thông tin thú vị nhưng mà nó không vui thưa quý vị à, vừa qua thì cái cô này tên là Mandip Kaur 33 tuổi ở Bang Buchap đã kết hôn trong năm 2012 với ông xã của mình với chồng của mình nhưng chỉ vài năm sau thôi thưa quý vị thì chồng cô lại bỏ đi lấy vợ khác vì cô gái này thưa quý vị sau một cái thời gian ở với chồng trước đây rất là xinh đẹp như chị như hiện thấy mặt cô rất là xinh đẹp và tự nhiên là cô mọc râu ở trên mặt, là ông wow. chồng ông tá quả tâm tình. Một ngày nào đó ông thấy từ vợ càng ngày càng giống một cái thằng đàn ông, tự nhiên ông sợ quá luôn không không còn dịu dàng nết na nữa rồi wow. bỏ cô này. Thưa quý vị, để đối phó với cái nỗi đau này thì cô Kau đã tìm đến Guwara. Đây là một cái nơi thờ cúng của những người theo đạo Sikh là được ban phước lành và những cái lời dạy cô bắt đầu học cách chấp nhận cái diện mạo mới. Sau nhiều năm, cô sống trong đau khổ dằn vặt và sống trong cái sự lạ lẫm mà cô không hề muốn. Hiện tại thì người phụ nữ 33 tuổi này nói rằng là cô lại yêu cái vẻ bề ngoài của bản thân mình và từ chối cạo râu dù liên tục bị nhầm là nam giới cho đến khi là à, cô cất giọng lên thì người ta mới biết cô là nữ giới. Và hàng ngày thì cô cùng các anh trai, chàng trai trong làng à, làm nông để mà trang trải cuộc sống. Và hình ảnh của Kau lái xe máy quanh làng cũng trở nên quen thuộc với mọi người ở căn làng này. Và Madrid Kau không phải là người phụ nữ đầu tiên mọc râu thưa quý vị. À, Alma Torres, 30 tuổi, sống ở Bronx, ở thành phố New York, Hoa Kỳ cứu chúng ta, cũng bị mắc chứng là hội chứng là buồn trứng đa nang từ năm 15 tuổi và khiến cô mọc rất là nhiều lông hay là râu ở trên mặt. Và nhưng sau 8 năm kiên trì cạo và tẩy lông thì Alam đã quyết định để râu rậm và lấy những cái trải nghiệm này để mà làm truyền cảm hứng cho những người khác và cô nói rằng là tôi yêu những khiếm khuyết trên cơ thể và mong mọi người cũng vậy yêu những cái khiếm khuyết trên cơ thể của cô tại trường đại học Monash ở Australia cho biết rằng ở tình trạng mà mọc lông bất thường cần phải đi kiểm tra y tế ngay và kem tẩy lông là cái sản phẩm chuyên dùng của chị em phụ nữ nhưng mà với các mà trường hợp đặc biệt như là mọc lông hoặc là mọc râu quá nhiều thì chúng ta nên cần điều trị y tế là lựa chọn hàng đầu để mà giải quyết các vấn đề mà mọc râu mọc lông à, theo nghiên cứu trong một những lý do phổ biến khiến lông mọc quá nhiều ở phụ nữ hay người ta gọi là cái chứng rậm lông là do hội chứng đa nang hay trong y tế người ta gọi là bcos bên cạnh đó thì sử dụng một cái loại thuốc như là steroids đồng hóa cũng có thể là tác nhân nó gây ra những cái chứng là tự nhiên phụ nữ đang bình thường mà mọc râu mọc lông à, rất là rậm giống như cái cô gái này rất là tội nghiệp nhưng mà cô bây giờ có lại cô chấp nhận với cái hình hài bây giờ của cô và cô cảm giác là cô hạnh phúc với nó à, một ngày nào đó mà tự nhiên mình đang nằm ngủ Tuy nhiên mình thức dậy mình thấy vợ mình giống như một thằng đàn ông chắc chết luôn á dạ vâng tôi rất là tội nghiệp nhưng mà mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau nhưng mà em nghĩ rằng cô tập chờ cô tập sống như vậy là em muốn biết là cô chắc là cô đơn tại vì em nghĩ là sẽ không khó khi mà có một cái người đàn ông nào đến với cô trừ khi nào cái người đó là cái người giống như là cộng đồng Thương lgbt cái tâm hồn. Yeah. lgbtq người ta tưởng cô là đàn ông người ta thích Và <laughs> <laughs> đầu bây giờ mình thấy có nhiều cái trường hợp rất là lạ lùng thưa quý vị yeah. cảm ơn lê thái thưa quý vị quý vị thấy cái Nhi với Lê, như Huyền và Lê Thái hay đưa đến, đến những cái bản tin về kim cương. Thì ngày hôm nay Nhi đưa cho quý vị đến có một cái kim cương màu nâu được gọi là Big Ugly. Thưa quý vị là nó xấu xí lắm. Mà đá lạnh mà nhìn là kim cương quý vị thấy nó nhìn nó như là cục đá đúng không? Đây là một cái vị khách đó là David Addison ở thành phố Murfreesboro ở tiểu bang Arkansas đã tìm được cái viên kim cương màu nâu 3.29 carat tại công viên tiểu bang Crater of Diamonds đã phát hiện ra viên ngọc vào cuối tuần vừa rồi ở trong đất ẩm ướt ở West Train, trong khu vực tìm kiếm kim cương rộng 37.5 mẫu anh ở công viên và các kiểm lâm cho biết đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở công viên năm nay và Addison cho biết đây là lần đầu tiên anh ấy đã đi vô cái kênh du lịch năm 2007 và anh ta đã vô trong cái công viên này để tìm, tìm kiếm. Và nay đã thực hiện chuyến đầu tiên của mình và sau đó đã tìm thấy một kim cương màu trắng 1.5. Anh ta đã đào được rất là nhiều cái viên kim cương trước đó rồi thưa quý vị. Và anh ta nói rằng đã phát hiện ra hơn 400 viên kim cương trong 16 năm qua với 15 viên và trong đó có một những cái viên kim cương ít nhất nhất là nặng 1 carat. Một số phát hiện khác của anh ấy bao gồm kim cương màu vàng 383, 383 carat. Và anh ấy dự định bán viên kim cương này và anh ta không nói là cái giá bao nhiêu hiện tại bây giờ. Và theo tháng 11 năm ngoái cũng có một cặp vợ chồng ở Minosita, Minosita đã phát hiện ra một viên kim cương 1.9 carat ở trong một cái sàn ướt gần khu vực ở phía Bắc vào tháng 9 năm 2022, một người đàn ông ở Arkansas đã tìm thấy viên kim cương thứ 50 của mình vào năm 2022. Và theo cái trang web về cái cái công viên này thì người ta cho thấy người ta đã kiếm hơn 75.000 kim cương đã được tìm thấy tại công viên. Và một cái viên kim cương trắng, cái màu hồng nặng 40.23 carat đó là cái viên kim cương nặng nhất mà đã được tìm thấy thưa quý vị. Thì những cái người này họ đi tìm kiếm viên kim cương thì cái viên kim cương này đã tìm được rất là nhiều những cái viên kim cương rất là lạ nhưng mà như cũng ngạc nhiên rằng anh chàng này có thể bán cái viên kim cương được bởi vì thường thường là hầu hết là khi mà họ kiếm được cái viên kim cương này ở tại tiểu bang đó thường thường là đưa vào viện bảo tàng và là thuộc của tiểu bang hơn Lê Thái không Dạ vâng, à, thuộc của nhà nước, à, thuộc của nhà nước, thuộc của chính phủ. Như là là ở Việt phủ. Nam là thuộc của nhà nước rồi. Cái gì mà đào lên từ đất là của chính phủ hết. Mình đâu có được lấy đâu ha mà. Chăng, là... bởi vì cho nên hay bị lấy vậy. Cái <laughs> à, thưa quý vị ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị bảy cái dấu hiệu mà để chúng ta biết được, chúng ta nhận biết được là chúng ta đang bị mắc kẹt trong một cái cuộc sống à, bế tắc, một cuộc sống chường. trường. À, đôi lúc chúng ta nhìn một người chúng ta tưởng là người đó người ta sẽ rất là hạnh phúc, rất là viên mãn trong cái cuộc sống có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc, có vợ chồng, có con cái. À, ăn vẫn cơm vẫn no đủ vẫn lái xe đi mỗi ngày vẫn về nhưng mà người ta mình không biết được là người ta có bị mắc kẹt ở trong cuộc sống hay không và đây là khi mà chúng ta mắc kẹt trong những cái lối mòn một vài cái một vài thay đổi trong cái thói quen sẽ khiến cho chúng ta có thể làm tăng cái hạnh phúc hơn và năng lượng và sự sáng tạo hơn nếu như chúng ta thay đổi cái tư duy của chúng ta cái dấu hiệu thứ nhất là thưa quý vị chúng ta không có mối quan tâm mới hoặc là không có bạn mới đây là một cái dấu hiệu mà khiến cho chúng ta trong vòng 6 tháng trong vòng 6 tháng mà quý vị mà không có bạn mới thì đây là một cái tín hiệu cho một cái cuộc sống cũ kỹ và nhàm chán khi đó chúng ta sẽ phải phát triển bản thân và lợi ích cá nhân và các mối quan hệ vì các mối quan hệ xã hội nó phát triển bằng một việc là nó có thể giúp cho chúng ta trao đổi những cái lợi ích cho cuộc sống. Cái thứ hai là cuộc sống thường xuyên bị hỗn loạn. Cách chúng ta làm việc, ăn uống, tiêu tiền, tận dụng thời nay hay là điều hành gia đình có liên tục hỗn loạn hay không? Đó là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta nên cần đặt ra để mà chúng ta tối giản hóa hoặc thực hiện các hành động để mà cho cuộc sống chúng ta nó bình an lại. Cái thứ ba là chúng ta không tận hưởng cuộc sống gia đình. À, trong cả mối quan hệ lãng mạn hoặc là nuôi dạy con khi mọi thứ là trở nên tồi tệ hơn đi theo cái mô hình điển hình đó thì cái sự tích cực nó giảm xuống cái hành vi và có vấn đề trong gia đình nó sẽ gia tăng lên khi đó thì chúng ta cần thực hiện các bước cải thiện và cùng nhau cùng với người đối phối ngẫu của mình để mà thực hiện nhiều cái sinh hoạt thú vị à, dành cho cuộc sống mới lạ và đầy thử thách cái thứ tư đó là các bạn sẽ thấy là thời gian nó trôi chậm lại khi mà chúng ta thấy về nhà cái thời gian ủ sao nó chậm quá thì đó là nó cũng là một cái dấu hiệu của cuộc sống nó chán chường cái thứ năm là không thực hiện được sở thích trong nhiều tháng hoặc nhiều năm đôi lúc chúng ta quay về nhà chúng ta nói ủ sao tôi thích học đàn hoặc là chúng ta, tôi thích đi du lịch mà trong suốt những năm qua tôi không có thực hiện được đó là một trong những cái dấu hiệu cuộc sống của quý vị đang bị nhàm chán và chúng ta nên cần thay đổi cái tiếp theo đó là luôn tiếp cận công việc theo cùng một cách là khi quý vị mà không tiếp cận công việc theo một nhiều cách thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống nó chán chường hơn ngày nào cũng đi làm điều đó đi về giờ đó rồi làm những cái công việc đó thì sẽ khiến cho cuộc sống tăng ngày càng bao rình và chán chường và cuối cùng là kết thúc một ngày mà chúng ta không thấy có một cái giá trị gì cả đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là về nhà thấy một ngày qua không có ít gì cả làm ừ. việc về rồi đó thấy cuộc sống nó trôi đi sáng dậy phải đi làm tối về lo cho dân rồi cuộc sống nó trôi qua như vậy và lê thái nghĩ rằng là rất là nhiều cái vấn đề rất là nhiều người rất là nhiều gia đình người ta đang nằm trong cái cái hoàn cảnh đó mà người ta không biết yeah. thành ra đây là bảy cái dấu hiệu mà lê thái nghĩ rằng là khi mà chúng ta thấy những cái thay đổi này trong cuộc sống thì chúng ta nên tìm cách chúng ta sửa chữa lại để cho cuộc sống của chúng ta nó thú vị hơn nhất là trong mối quan hệ cha mẹ vợ, vợ chồng, chồng bạn bè con cái Và trong công việc đó thưa quý vị Dạ vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần. Như Hiền và Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ trên này. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái và đây là bản tin cũng là bản tin cuối cùng của Nhi trong ngày thứ bảy ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, nếu mà quý vị nào ở cái khu vực mà trời sáng trong sáng và rất là không có cây cối nhà cửa uh, che thì quý vị sẽ thấy năm ngôi sao cùng một lần rất là rõ. Uh, ngày hôm đó thưa quý vị. Thì năm ngôi sao này đó là sao Mộc, sao Thủy, sao Kim, sao Thiên Vương, sao Hỏa sẽ tập trung vào ngày 28 tháng 3 trong một khu vực của bầu trời và để mà ngắm sao đó là cái thời gian mà những cái ngôi sao này nó sáng nhất. Theo ứng dụng của Star Wars từ hoàng hôn, hai vật thể sáng đó là sao Mộc với cái độ trừ âm 2.1 và sao Thủy với cái độ âm 1.3 sẽ được nhìn thấy gần đường chân trời trong cái chòm sao Song Ngư và xa hơn nữa là trong cái chòm sao Bạch Dương là nơi sao Kim sẽ có cường độ là âm 4.0, trong khi ống nhòm mà rõ ràng mà quý vị sử dụng cái ống nhòm mà nó tinh nó nó nhìn rất là rõ thì quý vị sẽ thấy cái sao Thiên Vương ở cường độ là 5.8 gần sao Kim. <laughs> và cao hơn trên bầu trời ở phía trên cao sao Hỏa ở trên đó và mặt trăng nó nằm trong chòm sao của sông tử và trong ngày 28 tháng 3 là ngày tốt nhất để quan sát sự liên kết những cái hành tinh này và cảnh tượng sẽ được nhìn thấy vài ngày, vài ngày trước đó quý vị cũng đã bắt đầu thấy nó sáng hơn rất là nhiều rồi. Và cái chế độ xem của màn hình phụ thuộc vào cái vị trí mà quý vị đứng. Theo Rick Feber biên tập viên họ cho biết rằng là họ sử dụng cái telescope, cái ống nhòm sky và đã thảo luận với là một trong những cái TV của Fox 35 vừa rồi. Và điều này thực tế sao mọc và sao thủy sẽ ở gần chân trời, thấp hơn ở phía Tây khi mà mặt trời lặn, quý vị sẽ thấy. Và ông ta cũng nói lưu ý rằng sao kim sẽ tỏa sáng nhất ở trên bầu trời trong khi sao hỏa có nhìn thấy cái màu cam rất là nhạt và dễ chịu. Sao thiên vương sẽ khó nhìn thấy nếu mà quý vị bị trắng với những cái mây ngày đó mây nó không không rõ ràng. Và đây là sự kiện liên kết hành tinh duy nhất được thiết lập vào năm 2023 với nhiều dự đoán hơn vào trong tháng tới. Và đây là trong những cái ngày mà những cái ngôi sao sáng nhất thì quý vị nhớ đón xem nếu mà quý vị ở những cái khu vực nào mà bầu trời rất là trong sáng vào đêm đó mà không có bị chắn bởi những cây hoặc là nhà cửa ở trong thành phố thì rất là khó thấy con Lê Thái. Dạ vâng, cảm ơn chị Chi Huyền. À, chà, Ngắm đến năm năm ngôi sao ha, à, đừng có sao quả tạ được rồi. cứ à, thưa quý vị, à, đáng lẽ là em khi mà em đưa bản tin này thì em định hỏi chị một câu nhưng mà thôi để em để xong bản tin thì à, chị sẽ biết lý do tại sao em không em không em không có hỏi chị câu này. cứ à, thưa quý vị, à, đôi lúc thì à, trong cái cuộc sống vợ chồng, trong cái cuộc sống hôn nhân, cái vấn đề mà quan hệ thì nó là cái vấn đề mà vô cùng quan trọng tại vì nó khẳng định cái sự hạnh phúc và có thể là hai vợ chồng có kết nối với ừ. nhau hay không một số vấn đề trong gia đình người ta gặp một cái prop làm có nghĩa là nhiều khi người ta cái cái tần suất cái thưa quý vị nó nó quan hệ nó ân ái với nhau thì nó bị ít thì chưa chắc đó là những người người ta không hạnh phúc ừ. yeah. và có những cái người người ta nói rằng có những cái tần suất nó liên tục luôn ngày nào cũng vậy nhưng mà đó cũng chưa chắc là một cái tần suất mà tình dục mà nó lại gây một cái hạnh phúc trong gia đình ừ. ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị là cái thông tin về khi mà hai người vợ chồng đó thì chúng ta có nên mà ân ái với nhau bao nhiêu lần trong một tuần thì nó là tốt thưa quý vị hoặc là nó sẽ là cái cái giới chuyên gia người ta phân tích về vấn đề đó như thế nào cái giới chuyên môn người ta khẳng định rằng là không có một cái chuẩn nào không một cái gọi là không một cái level nào để mà cho cái số lần quan hệ ân à, ái của vợ chồng nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là hầu hết có ít hơn một lần gần gũi mỗi tuần à, nếu mà chúng ta không hài lòng với cái đời sống mà ân ái của vợ chồng mình hoặc là của người khác hoặc là chúng ta thấy nó có một cái nằm nào, nào đó thì lúc nào đó nó không hài lòng với bạn đời thì quý vị cũng đừng có lo bởi vì đó là một cái chuyện vô cùng bình thường. À, chuyên gia tình dục học của Hiệp hội các nhà giáo dục tư vấn và điều trị tình dục của Mỹ à, viết tắt là AASEST à, cô Samira Howard nói rằng là cái điều quan trọng nhất mọi người cần nhớ là cái tần suất mà chúng ta quan hệ ân ờ, ái với nhau bình thường của vợ chồng được quyết định bởi sự hài lòng của mỗi người và cái sự tự nguyện của hai bên đó mới là cái điều đáng quan trọng và cái số lần quan hệ nó không phải là cái chỉ số đánh dấu đánh giá cái sự hài lòng trong cái đời sống hôn nhân cái đời sống ân ái của mọi người và các nhà nghiên cứu người ta nhận thấy rằng là mọi người có thể định kiến rất nặng nề về cái số lần mà người ta ân ái với nhau ờ, và luôn nghĩ rằng là nhà của người ta nhiều hơn nhà mình. À, sau nhìn vợ chồng người ta à, nó, nó 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 vui vẻ quá và nó cứ, cứ theo lời của bà này ông kia kể lắm là một lần một tuần là tôi có thể tôi ân ái với 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 người với đối tác của tôi nhiều lần mà sau nhà mình ít như vậy là chúng ta đừng có nên so sánh như vậy. Bởi vì mà theo khảo sát xã hội học tổng quát của trung tâm xã hội học của đại học Chicago à, Hoa Kỳ thưa quý vị thì với 660 cặp vợ chồng trong năm 2019 cho thấy rằng là 25% chỉ thân mật mỗi tuần một lần mà thôi. 25% chỉ thân mật mỗi tuần một lần. 16% là 2-3 lần mỗi tuần. 5% là nhiều hơn 4 lần một tuần và 17% chỉ gần gũi mỗi lần trong một tháng. 19% là 2-3 lần mỗi tháng. Trong khi đó thì có đến là 10% không quan hệ lần nào trong vòng một năm và 7% chỉ quan hệ một lần hoặc là hai lần mỗi năm. Nhưng số liệu này người ta cũng cho thấy rằng cái đời sống ân ái của các gia đình thư thớt hơn chúng ta tưởng rất là nhiều thành ra đừng có nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn những gì người ta làm đừng nghe chúng nói đúng không chị ha dạ vâng và thực tế này không chỉ ở người mỹ một cái nghiên cứu kéo dài nhiều năm đăng tải trên cái tạp chí y khoa là bmj của nước anh dựa trên cái khảo sát đời sống của 35.000 người anh trong những năm qua thì cho thấy rằng là hơn 50 phần trăm số người đang có mối quan hệ nghiêm túc quan hệ ân ái ít hơn một lần mỗi tuần và một cái điều đặc biệt nghiên cứu ngày hôm nay thì các nhà khoa học người ta cho thấy rằng là bất ngờ với cái số tần suất của những người cao tuổi khi mà người ta ân ái thưa quý vị. Năm 2013 thì một nghiên cứu trên 8.000 người trên 50 tuổi do hai tiến sĩ xã hội học là Pepper Swart và James Whitty người thực hiện với sự tài trợ của Hiệp hội Người Trung Niên và Cao Tuổi của Mỹ là AARP cho thấy rằng là 31% cho biết họ là có ân ái vài lần mỗi tuần hôn 3 phần trăm vài lần mỗi tuần mà trên là 50 tuổi nha và 28% là số cặp ơn uh, ái vài lần mỗi tháng 8% chỉ có một lần trong tháng và 33% hiếm khi hoặc là không còn đời sống tình dục với người bạn đời mình nữa và với những người ở tuổi 70 theo nghiên cứu năm 2015 của các nhóm các nhà khoa học đại học Manchester của anh cho thấy rằng là 33% nam giới và 36% nữ giới tiết lộ là họ có quan hệ ân ái ít nhất là 2 lần mỗi tháng và bước sang tuổi 80, 19% nam giới và 32% nữ giới vẫn duy trì cái tần suất này. Cũng theo khảo sát của Hiệp hội Quốc tế Y học à, tình dục là ISSM phục vụ nghiên cứu sức khỏe à, tình dục và hành vi, khoảng là 25% phụ nữ trên 70 tuổi vẫn là quan hệ ân ái hơn 4 lần mỗi năm. Và lâu nay thì người ta tưởng là cái tần suất quan hệ của các cặp vợ chồng nó giảm đi theo tuổi tác nhưng mà có cơ hô quốc của nói rằng là chúng ta lầm những các nghiên cứu cho thấy rằng là tuổi tác chỉ là cái con số mà chúng ta thấy thôi nhưng mà tiến sĩ tâm lý này đã và chuyên gia trị liệu tình dục của aasect đó nói rằng là cái mọi khía cạnh của đời sống tình dục nó thay đổi khi mà chúng ta già đi ví dụ như là sự kích thích hoặc là những cái uh, vấn đề mà chúng ta ân ái nó cần nhiều cái thời gian hơn và nhu cầu thấp hơn và tần suất có thể giảm đi đặc biệt với những cái cặp đã ở cùng nhau quá lâu tất nhiên là điều này không đúng với tất cả nhưng mà thực tế cuộc sống là thực tế chung nó như vậy cái con số kỳ diệu người ta cho thấy rằng những cái chuyên gia người ta nói rằng là không có tần số nào là lý tưởng để trả lời cái câu hỏi là một cặp vợ chồng quan hệ bao nhiêu lần vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái đặc điểm cá nhân và cái đời sống ở về đời sống của từng cái hoàn cảnh gia đình người ta vậy. Dẫu vậy thì cái chuyên gia Quốc vẫn là một cái nghiên cứu năm trong 2015 đăng trên tạp chí khoa học tính cách và tâm lý xã hội cho thấy rằng là những cái cặp vợ chồng mà cảm giác hạnh phúc nhất khi duy trì cái tần suất xuất mà ân ái mỗi tuần một lần và nghiên cứu cũng cho thấy rằng mức độ hạnh phúc của vợ chồng giảm đi khi số lần mà chúng ta ân ái ít hơn mỗi lần một tuần nhưng lại không tăng lên khi họ thân thân mật thường xuyên hơn. Và có lẽ như là một tuần một lần là cái con số mà vô cùng đẹp, vô cùng kỳ diệu để mà duy trì cái tình cảm vợ chồng của mọi lứa tuổi trong cuộc sống này, mọi giới tính, mọi quốc gia, mọi tầng lớp và mọi đời sống, mọi giai cấp. Đúng không chị? À, nói chung là chúng ta nên duy trì, đừng có để cho một năm lần, hai năm một lần, nó kỳ lắm đúng không? Đôi <laughs> lúc có những cặp vợ chồng như vậy. Em vừa xem một cái video của một vị bác sĩ về về sản khoa ở thành phố sài gòn à, vị này thì hay có một cái tiktok thì ông hay úp lên những cái câu mà lúc mà ông đang nói chuyện với những người phụ nữ đó. có những người phụ nữ rất là ngộ luôn cái này là chuyện thật 100% có nghĩa là không hề ân ái với ông xã trong vòng hơn một năm hai năm qua và ông không hề đụng đại gì tới mà cổ nói là ông nói là tại vì ông, ông ông không thích này nọ mà không biết lý do bên trong như thế nào nhưng mà không. đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng nó có problem trong vấn đề hôn nhân đề mà dạ. nhiều người người ta không nhận ra đó là vân hôn nhân có vấn đề ừ. ờ, nhưng mà để mà giống như sống với nhau vì cái nghĩa thì đó là một cái câu chuyện khác mà sống với nhau giống như một cái đời sống vợ chồng thì có vấn đề mà ngái bắt buộc phải có ít nhất là một lần một tuần chị như huyền hiểu lý do mà tại sao em không hỏi chị là đúng không thôi <laughs> bỏ qua cái hỏi này thưa quý vị cái vấn đề tế nhị quá không nên nổi và ừ. quý vị nào mà có những cái ý tưởng nào đó có thể mà comment ở dưới trong những cái video mà như huyền và Lê thái trong cái chương trình cà phê sáng ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huy và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.